Ngày 10 tháng 10, Công an huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Bồng đã tiến hành khởi tố đối với 4 bị can gồm Hồ Vĩnh Kỳ, Hồ Việt Quốc, Hồ Tung Ni cùng sinh năm 2007 và Hồ Văn Sinh sinh năm 2004, đều ở xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, về hành vi cố ý gây thương tích để điều tra vụ chém người tại sân bóng đá Thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Trà Bồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó nên vào khoảng 15 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2023, Hồ Việt Cường sinh năm 2002 và Đinh Văn Viện sinh năm 2004 đều ở xã Trà Phong, huyện Trà Bông cùng với Hồ Vĩnh Kỳ, Hồ Việt Quốc, Hồ Tùng Ni, Hồ Văn Sinh sử dụng dao tự chế chém anh HVM sinh năm 2004 trú xã Trà Bông, huyện Trà Bông tại sân bóng đá thôn Gò Rô, xã Trà Phong. Do vết chém phía sau gáy nên anh M bị thương nặng rất may, anh M được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhận được tin báo, sau gần 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an huyện Trà Bồng đã bắt được 6 người liên quan đến vụ án, đồng thời tạm giữ một xe máy và hung khí gây án. Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, ngay trong ngày 12 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Bồng đã điều tra, xác minh và ra lệnh tạm giam đối với Hồ Việt Cường và Đinh Văn Viện. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.